Hey, xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn Tù Nữ MC. Và hôm nay rất là vui. Tại vì sao? Tại vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Tùng, cũng như là đại gia đình Sky. 25 tháng 11 đã rất là nhiều cái 25 tháng 11 trôi qua cùng nhau, và năm nay thì lại là một 25 tháng 11 nữa. Không biết nói gì hơn, chỉ mong là chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Ngày nào còn ở bên nhau thì sẽ là những ngày tuyệt vời nhất. Ok. Và ngày sinh nhật, nhưng Tùng cũng muốn hứa là Tùng sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để làm sao xứng đáng với những sự yêu thương và sự trông mong của khán giả. Chúc mừng sinh nhật Sky, I love you, happy birthday.